Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị đã kịp thời sơ cứu ngư dân bị đứt lìa 4 ngón tay khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng thực thi nhiệm vụ trên tàu CBS 4039 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ ngư dân Ngô Thanh Tân, 35 tuổi, trú thị trấn Dòng Riềng, huyện Dòng Riềng, gặp nạn bị lưới kéo đứt lìa 4 ngón tay trái khi đang đánh bắt hải sản trên tàu KG92834TS. Tổ quân y của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cập và lên tàu cá vào chiều hôm qua để hỗ trợ ngư dân. Tổ công tác đã thăm khám, tiêm kháng sinh, rửa và băng bó vết thương, đồng thời cấp thuốc hướng dẫn các bước điều trị tiếp theo cho bệnh nhân và đưa bệnh nhân vào bờ để tiếp tục chữa trị.